Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình. Chúng ta tiếp tục đến với tựa game Thiếu Niên Ba Quy VNC. Vừa lại vừa mới mất cái 50 kim nguyên bảo nhận bù cái thể lực này anh em ạ. Khỉ thật. Nhận hết những cái này đã. Như vậy là ở cái server của mình, cái sự kiện Hiệu Lệnh Thiên Hạ đã quay trở lại. Không biết là bên các server của các anh em có chưa. Và đây là một cái cơ hội để chúng ta có được tướng kim. Anh em đợi mình một chút, mình quay mấy cái này rồi mình sẽ nói về cái sự kiện đó cho mọi người. Hôm qua thì mình có làm cái clip đó là cực kỳ quan trọng nhá. Anh em nào mà chưa xem thì mình khuyên là nên xem. Những clip nào mà mình hay để cái tiêu đề là ví dụ như là có chữ quan trọng này, có chữ là tổng kết kinh nghiệm này, đấy thường là những clip mà cực kỳ là quan trọng mà mình đã cố ý mình để cái chữ quan trọng ở trên cái tiêu đề để nhắc nhở cho mọi người là nếu mọi người chưa xem cái clip đó thì mọi người sẽ xem, bởi vì trong một cái clip đó anh em sẽ có thể, mình tin là anh em sẽ nhận được rất là nhiều kiến thức. Tất nhiên là trừ những anh em nào mà quá là pro rồi thì mình không nói, còn những anh em bình thường hay anh em mới chơi, mình nghĩ rằng trong những cái clip đó nó sẽ rất nhiều những cái kiến thức cũng như là những cái kinh nghiệm mà anh em cần đó. Thì tất cả những cái clip mà có những cái dòng chữ như vậy thì anh em nên lưu tâm. Ngày hôm qua thì mình có làm cho anh em một cái clip có lẽ là một trong những clip quan trọng nhất từ trước đến nay của mình, thì anh em nào chưa xem thì anh em có thể xem. Còn ngày hôm nay thì chúng ta đến với cái sự kiện Hiệu Lệnh Thiên Hạ. Đây, cái sự kiện Hiệu Lệnh Thiên Hạ này là một cái sự kiện mà mình đánh giá là rất là ngon. Dành cho... Mình gọi nhỏ cái này chút. Dành cho tất cả những anh em nào mà... Cái này, cái vặn nhỏ này anh em này. Nó rất là khó nhá. Nếu mà mình vặn to quá ấy, thì anh em sẽ không nghe cái gì. Nhưng nếu mình vặn nhỏ quá ấy, thì làm cho cái video nó sẽ rất là buồn ngủ. Cho nên là nhiều lúc phải chỉnh rất là chuẩn để cho anh em có thể gọi là vừa nghe rõ lại vừa có hứng thú với clip. Nó rất là khó. Nó giống như một quán cà phê không vậy? Khi người ta bật nhạc ở trong cái quán cà phê ấy, họ phải căn là lúc nào mà họ cần họ phải căn cái nhạc của họ ấy. Không được to quá, không được nhỏ quá. To quá thì khiến cho người ta không nói chuyện được mà sẽ rất là đau đầu. Còn nhỏ quá thì làm cho cái không khí quán cà phê rất là ỉu. Đó. Đây, cái nhiệm vụ này thì trước mình đã làm cho anh em một clip cái cách chơi cái nhiệm vụ này rồi. Thì anh em nào mà chưa xem cái clip đó và chưa biết cách chơi cái nhiệm vụ này thì anh em có thể xem trong clip đó. Còn cái clip này thì mình sẽ nói về, chủ yếu là nói về cái phần tiệm này. Là anh em nên mua cái gì ở trong cái đợt quay lại của cái sự kiện Hiệu Lệnh Thiên Hạ này. Nói qua một chút là mỗi lần anh em làm những cái nhiệm vụ này này, nó sẽ cho anh em nhận những cái tù và cũng như cái trống, mình nói để cho những anh em nào chưa biết nhé. Thì anh em dùng những cái chống với cái tù và đấy để anh em tăng. Ví dụ đây mình có 50 cái tù và này. Anh em cứ giữ nguyên nó thì nó sẽ tăng hết. Đó. Và một cái tù và đấy nó sẽ tương đương một cái... Đây, nó gọi là cái quái quỷ gì ở đây này mình không biết. Bình thường anh em hay gọi là xu đồng, còn ở đây thì nó gọi là cái gì? Công trạng, nó gọi là công trạng. Cái xu bạc này nó gọi là công trạng cao, còn cái này nó là gọi là tuyệt thế công trạng. Thì tùy anh em muốn gọi kiểu gì thì anh gọi. Thì đấy, cái xu đồng ấy thì là dùng cái tù và đổi ra, còn cái xu bạc thì dùng cái trống đổi ra. Thế còn riêng cái tuyệt thế công trạng, nghĩa là cái xu vàng ấy kìa, là anh em phải dùng cái lá cờ này. Lá cờ này có hai cách nhận, đó là một là chúng ta nạp vào. Chúng ta nạp vào thì chúng ta có thể nhận được kim nguyên bảo và lá cờ như trên màn hình đây. Thứ hai là anh em mua cái lá cờ ở trong cái phần này, đây. Bắt buộc nhá, bắt buộc anh em phải để cho mình được 5.000 kim nguyên bảo. Như những clip ngày trước mình thường nói với anh em đấy, anh em chơi gì thì chơi, nhưng ít nhất anh em phải để lại cho mình tầm khoảng 6.000 kim nguyên bảo. Đấy là tối thiểu rồi. Để có thể chơi được những cái event ở trong cái tựa game này. Thì đây, cái quân kỳ này chúng ta có thể mua được 10 lần. Mỗi lần là 500 kim nguyên bảo, là anh em mất được 5.000 kim nguyên bảo. Là anh em sẽ đổi được 50 lá cờ. 50 lá cờ chúng ta sẽ vào cái tiệm hào hoa này. Chúng ta đổi được rất nhiều thứ. Trong này anh em thấy toàn thứ quý thôi anh em ạ. Thứ nhất là mảnh tướng kim, thần binh kim, cánh, binh phù kim, binh phù vạn năng kim. Thì ở đây chúng ta thấy có những cái đó rất là quý như vậy. Phía dưới này thì là những cái biến trang hóa thân. Có lẽ là những cái biến trang hóa thân này chúng ta chưa nên để ý tới trong cái giai đoạn này của game. Giai đoạn này chúng ta vẫn còn đang thiếu những cái thứ nó cần thiết hơn và những cái nó thông dụng hơn. Ví dụ như là tướng kim, thần binh kim hay là cánh. Đó là ba cái mà mình nghĩ là nó quan trọng nhất. Còn cái binh phù kim này này, thật sự là hiện tại có những anh em nào mà đặc biệt anh em nông dân thì càng không nên để ý tới. Bởi vì sao? Chúng ta cần phải có được những tướng kim này.
chúng ta mới kích hoạt được cái này. Mà có ông Mã Siêu đã khó, bây giờ lại có thêm ông Điển Vi nữa, hai ông này còn hai nước khác nhau nữa, thì anh em theo anh em là chơi thế nào được, rất là khó nhá. Nhưng anh em nông dân cũng vậy, bên này cũng vậy, bên này là điêu thuyền là của Quần, tiểu kiều lại của Ngô. Mẹ chơi quần thì phải cố kiếm điêu thuyền, chứ lại chơi quần mà đi kia kiếm tiểu kiều thì làm sao mà ấy được. Nên là cuối cùng là cái kim này anh em chưa nên để ý vội nhá, anh em chỉ để ý cho mình cái mảnh tướng kim, mảnh thần binh kim thôi. Vậy thì chúng ta nên mua mảnh tướng kim, mảnh thần binh kim hay là cánh, ba cái. Thì bây giờ mình đến với cái phần cánh trước đi. Như anh em thấy, đây phần cánh thần dực tiến cấp của mình là được đến bậc 2 rồi. Bây giờ mà để đến được cái bậc 3 này thì chúng ta cần một cái lông vũ này. Đấy, một cái lông vũ màu xanh này. Và bậc 3 thì anh em sẽ nâng lên được từng này chỉ số. Anh em vào cái phần đồ giám này anh em xem cho kỹ hơn này. Bậc 1, bậc 2, bậc 3. Như vậy là bậc 3 với bậc 2 ấy, nó cũng không có khác nhau quá nhiều. Tất nhiên nó chênh nhau rất là nhiều. Ví dụ anh em nhìn nhé. Bậc 1 với 2 thì cái toàn bộ sinh vực này cộng có 150, bao nhiêu đấy? 150.000. Cái này là 310.000. Nhưng mà lên đến cái bậc 3 ấy, nó lên tới 123 vạn luôn anh em ạ. 123 vạn. Đó là các cái chỉ số nó tăng cao hơn hẳn so với cả từ cái bậc 1 lên cái bậc 2. Nên là cái bậc 3 này cũng cực kỳ là đáng lên luôn. Mục đích, mục tiêu của chúng ta là phải lên được cái bậc 4. Ít nhất là bậc 4. Không, cố gắng anh em cố gắng lên bậc 5 là càng tốt. Bậc 5 là khi là cái cánh của chúng ta sẽ chuyển sang kim. Thì cái bậc 4 với bậc 5 ấy, nó sẽ có thêm cái dòng toàn bộ miễn giảm cuối này, này cộng 15% này này. Đấy, nó sẽ thêm được cái dòng đấy, là cái dòng rất là quan trọng nhá. Anh em nào mà đang theo đuổi cánh, từ từ đã, mình phải vào trong đấy mình nói cho anh em kỹ hơn. Bởi vì nó có mấy cái trường hợp cơ, chứ không phải ai cũng giống ai. Trường hợp thứ nhất này, mình muốn nói là cái trường hợp thứ nhất là những anh em nào mà đang còn thiếu một ít mảnh kim, tướng kim thôi. Thiếu một ít mảnh tướng kim thôi. Thì theo anh em là chúng ta nên mua cái gì? Có lẽ là anh em sẽ nghĩ là thiếu một ít mảnh tướng kim thì chúng ta sẽ mua mảnh tướng kim để chúng ta hoàn thiện luôn cái tướng kim đấy, đúng không? Không phải. Quan điểm của mình là không phải anh em nhé. Nếu anh em còn thiếu một ít mảnh tướng kim, chúng ta bỏ qua tướng kim, đừng mua vội, vì sớm hay muộn anh em cũng có thôi. Nên anh em đừng mua vội mà anh em tập trung mua cái cánh cho mình. Bởi vì là chúng ta đang cố gắng để nâng cái cánh lên bậc 4 và bậc 5. Đó. À, cái này nó sẽ hơi bị ngược với cái tư duy của thông thường, cái tư duy thông thường. Bởi vì cái tướng kim ấy, kiểu gì thì kiểu anh em cũng vẫn phải có, cũng sớm muộn thì cũng sẽ có. Mà cái tướng kim chúng ta không thể vội được. Bản thân cái tướng kim không sao, như mình nói ở clip trước ấy, thì tướng kim không sao nó chỉ mạnh ngang với cả tướng đỏ tầm khoảng 5 sao. Một tướng đỏ 7 sao nó vẫn mạnh hơn hẳn tướng kim. Nên anh em mà không nâng sao được cái tướng kim thì tướng kim nó cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều đâu anh em ạ. Nên anh em đừng có ham hố quá cái chuyện tướng kim làm cái gì cả. Đấy, nếu mà chúng ta gần đủ tướng kim rồi thì anh em cứ chờ. Một là chờ event, hai là chúng ta có thể kiếm được ở trong cái shop hiệu lệnh thiên hạ. À, không phải hiệu lệnh thiên hạ nhầm. Cái shop gì nhỉ? À, cái tiệm tâm nguyện, cái tiệm tâm nguyện. Thì anh em một ngày anh em được 3 mảnh thì anh em có thể mua được tướng kim. Còn anh em sẽ vẫn tập trung mua cái cánh cho mình. Anh em với anh em nào mà lên bậc 2 như mình rồi, anh em tập trung mua tiếp một cái nữa, chúng ta lên tiếp bậc 3 cho mình nhá. Anh em sẽ lên đến bậc ít nhất là bậc 4. Theo mình thì lên hẳn bậc 5 đi. Lên bậc 5 thì chúng ta mới dừng mua cánh. Lúc đấy chúng ta mới hướng đến những cái khác ở dưới này. Đến những cái khác. Thế còn những anh em nào mà đang không có tướng kim, hoặc là cái số mảnh của tướng kim của anh em đang rất là ít chẳng hạn, mới được tầm khoảng một tướng kim nó tầm khoảng 120 mảnh một tướng kim, mà anh em mới được 50 mảnh thôi chẳng hạn, 40 mảnh hay 50 mảnh thôi chẳng hạn, thì mình khuyên là anh em nên mua tướng kim trước. Mua tướng kim trước. Bởi vì lý do tại sao, mà đặc biệt là những cái anh em nào mà mẹ như kiểu ơ cao của mình ấy này. Đây, như anh em biết, ơ cao của mình có cái ông Ngụy Diên này, mình để 2 sao. Nghĩa là mình cực kỳ là chờ tướng kim để mình lắp vào cái chỗ của Ngụy Diên này. Đấy, những người nào, những anh em nào mà đang bỏ như kiểu khuyết một tướng như kiểu của mình như thế này, thì anh em cần phải có tướng kim nhanh hơn người khác để anh em lấp vào cái vị trí trống này. Đấy, bởi vì là thiếu một cái vị trí ở trong cái tựa game này ấy, nó cực kỳ là quan trọng anh em ạ. Nên anh em nào mà đang ở tình trạng là cái tướng có một tướng nó số sao quá thấp và cái lực của nó quá yếu chẳng hạn, thì anh em cần phải có tướng kim trước, thì anh em mua tướng kim cho mình nhá. Còn đa phần các anh em khác thì mình vẫn khuyên là tập trung vào cái cánh này để chúng ta lên tiếp cánh. Anh em đừng quan trọng kim tướng sớm muộn anh em cũng sẽ có, không phải lo đâu.
Đó, bởi vì kể cả họ có kim tướng trước mình mà họ không có lên sao được ấy, thì họ cũng chẳng ăn được cái con tướng đỏ 6 7 sao của mình đâu, nên là anh em không phải ngại. Thế còn cái thần binh kim này thì sao? Cái thần binh kim này thì anh em có thể mua được ở trong cái thứ hai, thứ nhất là ở cái hoàn trả thần binh ấy. Đến cái thời điểm này rồi, qua rất nhiều những cái clip của mình rồi, thì anh em có lẽ là nếu anh em nào đã từng xem thì anh em bắt đầu có những cái kinh nghiệm để anh em chơi, anh em tích được cái vé quay thần binh và đến cái sự kiện hoàn trả. Mình tin rằng anh em không có đủ được một thần binh kim thì anh em cũng có được rất là nhiều mảnh, thì anh em có thể kiếm được mảnh ở trong đó và dần dần anh em cũng có được một thần binh kim. Cái thứ hai đó là cái sự kiện Hoành Tảo Thiên Quân. Hoành Tảo Thiên Quân cũng như vậy. Đó là một cái sự kiện mình cũng khuyên anh em chơi tích cực vào để chúng ta kiếm được những cái diều bạc của anh em, chúng ta tích lại. Nhưng em thấy ở đây thì mình cái diều bạc của mình đâu nhỉ? Đây. Mình có 43 cái diều bạc anh em ạ, tương đương với 43 mảnh thần binh kim. 43 mảnh thần binh kim thì thực ra là nó cũng tương đối là nhiều. Mình có lẽ là mình chỉ cần thêm một đợt nữa thôi. Một đợt Hoành Tảo Thiên Quân nữa là mình có thể kiếm được một thần binh kim. Mặc dù là ví dụ nha, mình ví dụ là trước đấy mình chưa hề có một tí mảnh nào đi nữa thì mình vẫn có khả năng là mình kiếm được thần binh kim hoặc là trang bị kim như mình mong muốn. Đó, nên là cái thần binh kim anh em cũng không phải vội nhá. Rất là đơn giản, hai event kia là quá đủ để cho anh em kiếm thần binh kim hay trang bị kim rồi. Chúng ta chỉ tập trung vào cái cánh dành cho những anh em thông thường, còn những anh em trường hợp đặc biệt như mình nói thì anh em cứ mua tướng kim trước đi. Tất nhiên nhá, có một cái nữa, tất nhiên là cái thần binh kim này anh em cũng có thể cân nhắc, bởi vì là ví dụ như anh em nào mà chơi cái sự kiện hoàn trả chúng ta được 60 mảnh chẳng hạn, hoặc anh em được có 80 mảnh chẳng hạn, rồi chẳng hạn, thì anh em có thể chơi cái này để chúng ta lấy được thần binh kim cũng rất là tốt. Nhưng mà cái thứ tự chắc chắn nó vẫn xếp sau cái cánh anh em nhé, anh em vẫn cứ ưu tiên cánh cho mình trước đi. Rồi thần binh kim thì sớm muộn gì mọi người cũng có. Tiếp đến cái gì nhỉ? Mảnh binh phù kim rồi thì không cần này, binh phù vạn năng kim không cần này, phần dưới này thì mình tạm thời anh em nông dân để cứ để đấy đã, đừng có nghĩ đến vội. Phần đổi thường này thì sao? Đổi thường này thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cái xu đồng và cái xu bạc này để chúng ta mua. Đầu tiên, cái đầu tiên anh em tuyệt đối không đổi cái này nhá. Rất nhiều anh em là bị sai lầm khi đổi cái này rồi. Cái này đó là gì? Đó là anh em dùng cái tuyệt thế công trạng để anh em đổi ra cái này đấy, nghĩa là anh em đổi đi xuống đấy. Đổi đi xuống, cái bên này cũng thế này. Cái bên này là anh em dùng cái bạc để anh em đổi ra cái đồng. Anh em đổi đi xuống thì anh em đừng đổi. Mà anh em đặc biệt là cái này anh em đừng có đổi đấy, nhớ đấy, không phải nhiều anh em lại cứ đổi là coi như là mất cái tuyệt thế công trạng là cực kỳ phí. Còn ở dưới này chúng ta có thể xu bạc xu đồng để chúng ta đổi những cái này. Thì đầu tiên thì có thần binh đỏ, mảnh tướng đỏ, mảnh đồ đỏ, mảnh bảo vật đỏ này. Thì cá nhân mình ấy thì những anh em nào thiếu cái gì, cái này thì cứ thiếu cái gì chúng ta chơi cái đấy thôi. Ví dụ như là mảnh tướng đỏ anh em còn thiếu một ít thôi thì anh em lấy. Nhưng cá nhân mình vẫn không ưu tiên cái mảnh tướng đỏ ở trong game này, à, không phải trong game này mà không ưu tiên cái mảnh tướng đỏ ở trong cái tiệm này. Lý do tại sao? Bởi vì là anh em biết là với nhất là những anh em server cũ, tướng của chúng ta bắt đầu lên 5 sao, 5 sao rồi, 6 sao rồi, thậm chí có những em lên 7 sao rồi. Và sau khi lên 7 sao xong ấy, tất cả những cái mảnh tướng dư thừa ấy, thậm chí là kể cả những tướng chính, đêm chính của anh em, ví dụ như là Triệu Vân của Thục, Tôn Kiên của Ngô, hay Hạ Hầu Đôn của Ngụy chẳng hạn, thì nó cũng rất là vô dụng. Lúc đấy anh em có quay ra được tướng này, rồi anh em có thể có roll được tiệm tướng hồn, anh em có nhiều mảnh tướng đỏ, lúc đấy cái tướng đỏ của anh em nó chẳng cái mảnh tướng đỏ nó chẳng có ý nghĩa gì cả, nó ý nghĩa rất là ít, nó chẳng có ý nghĩa gì, nó lên 7 sao là nó full rồi. Cho nên là có một cái kinh nghiệm là anh em cũng nên đừng nên tập trung quá vào một tướng, kể cả đêm chính ý nữa, chúng ta đừng nên quá tập trung vào một tướng mà chúng ta lên hết 7 sao, trong khi đó chúng ta bỏ qua những tướng còn lại. Như anh em thấy là mình lên rất là đều, trừ Ngụy Diên thôi. Trừ Ngụy Diên này là mình có cái lý do riêng của mình. Thứ nhất là mình làm clip mình cần phải test. Thứ hai là cái lúc đầu mình quay gọi là quay 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 quá đen luôn. Nên là cái mấy cái ông, đặc biệt là cái ông Trương Phi này, ông ấy lẹt đẹt mãi 1 sao ấy, nên là mình buộc là phải để cái Ngụy Diên ở lại để mình tập trung cho Trương Phi, để nó mình cố để mình lên được Trương Phi 5 sao. Và mình tính đến cái đường mình đen quá thì mình phải tính đến cái đường khác, không đi theo cái con đường thông thường, là mình tính đến cái đường là khi mình có tướng kim để mình thay vào cái ông Ngụy Diên này. Đó là cái con đường tính riêng của mình, nó không phải là thông dụng cho anh em nên ít khi mình nói đến. Thế còn mình đang nói là anh em nên nâng đều các cái tướng này.
để cho mục đích là để cho chúng ta không lên một cái tướng nào 7 sao quá sớm, vì nếu lên 7 sao quá sớm ấy thì các cái tướng còn lại nó sẽ bị thiếu mảnh. Và cái tướng 7 sao đấy sau này anh em có quay ra được những cái mảnh khác, chúng ta cũng gọi là bỏ phí cái mảnh ấy luôn. Ví dụ Triệu Vân của mình 7 sao rồi, bây giờ 7 sao rồi. Và mình có gọi là tiệm tướng hồn này, nó có ra cả đống ông Triệu Vân thì mình cũng chả giải quyết vấn đề gì. Mình quay tướng ở trong cái phần quay tướng này mà mình quay ra Triệu Vân nó không giải quyết vấn đề gì. Coi như cái đống mảnh đấy gần như là vứt đi anh em ạ, rất là phí. Trong khi đó nếu anh em cứ lên dần thì các tướng chúng ta đều được lên đều, đều được lên đều hết. Và nó cứ lên dần thì cách mảnh thì chúng ta không hề phí, mà đến lúc mà các cái tướng này nó 7 sao hết rồi thì bắt đầu lúc đấy chúng ta bắt đầu có tướng kim rồi. Bắt đầu chúng ta có tướng kim để chúng ta thay thế dần vào các cái tướng đỏ này rồi. Chơi cái kiểu đấy nó sẽ hay hơn. Cho nên là mảnh tướng đỏ ở phần cái sự kiện hiệu lệnh thứ hai, hiệu lệnh thiên hạ quay lại lần thứ hai này mình không ưu tiên anh em nhé, không ưu tiên. Mà mình sẽ quay ưu tiên cái gì? Mình ưu tiên cái thứ nhất là cái mảnh bảo vật đỏ này, anh em vẫn ưu tiên cái mảnh bảo vật đỏ cho mình. Cái mảnh đồ đỏ này không cần ưu tiên nha anh em, dần chúng ta sẽ full hết thôi. À, một ngày chúng ta tuy chỉ được mua được 10 mảnh nhưng mà chúng ta có thể mua được gọi là 10 mảnh của mỗi một món, nhưng các món khác chúng ta vẫn có thể mua. Đây mình bật cái này lên để những anh em nào mà chưa đến được cái mức đấy thì anh em xem anh em biết hơn. Ví dụ như là đây, ví dụ mình mua Bá Vương Khôi mình có thể mua 10 mảnh này. Bá Vương Giáp mình mua 10 cảnh, Bá Vương Kiếm mình mua 10 mảnh này, mỗi cái mình mua được 10 mảnh. Như anh em biết, anh em thấy là trong cái đây trong bộ 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 của mình thì cũng tất nhiên còn nhiều đồ cam nhưng mà nói chung cũng đồ đỏ cũng khá nhiều rồi. Ví dụ Triệu Vân là coi như là mình full đồ đỏ rồi, có cả món đồ kim. Thì còn các cái tướng khác này lác đác nó bắt đầu cũng có đồ đỏ rồi thì dần dần thì nó cũng có hết đấy, mà nó cũng nhanh thôi, nó không không lâu đâu, cái đồ đỏ nó không lâu đâu, nên cái đồ đỏ cũng không ưu tiên nhá. Chúng ta chỉ ưu tiên cái bảo vật đỏ và cái thần binh đỏ này thôi, hai cái này là anh em ưu tiên. Cá nhân mình thì mình đánh giá mình lấy cái bảo vật đỏ trước đi. Cái thần binh đỏ này thì anh em còn thiếu mảnh ấy, còn thiếu mảnh bao nhiêu mảnh, còn thiếu một một ít mảnh hoặc là hơi hơi chẳng hạn thì anh em có thể chọn thần binh đỏ cũng được. Chúng ta ưu tiên hai cái này cho mình, anh em lưu ý ưu tiên hai cái này. Còn ở dưới này thì chơi tùy anh em, cái nào thì anh em chơi. Cá nhân mình thì mình ưu tiên mấy cái này này, cái phần su đồng này này thì mình sẽ ưu tiên thứ nhất bồi dưỡng đơn này, thứ hai đá tinh luyện này, hết hai cái này thôi, ưu tiên mỗi hai cái này, bồi dưỡng đơn và đá tinh luyện, hai cái đấy thôi. Còn những cái còn lại thì cái này thừa quá nhiều, cái này với anh em nông dân cũng thừa quá nhiều. Lý do tại sao thì mình nói nhiều rồi, là lý do là bảo vật đỏ chúng ta không có thì chúng ta làm sao mà tinh luyện được, nên là làm sao mà chúng ta tinh luyện được cái những cái bảo vật đỏ, nên nó thừa ra cả một đống cái này. Đá rèn thần khí thì cũng không phải quá là quan trọng như là hai cái trên, chúng ta chỉ tập trung cho cái bồi dưỡng đơn và cái tinh luyện đỉnh thôi. Cái bồi dưỡng đơn này bắt đầu bây giờ nó phát huy tác dụng kinh khủng anh em ạ, bởi vì là càng lên lực chiến cao cái bồi dưỡng đơn này nó càng phát huy tác dụng. Với những em server cũ thì đặc biệt lưu tâm đến cái bồi dưỡng đơn này cho mình, nó cộng theo phần trăm thì nó rất là lớn. Còn phần bán kim nguyên bảo này nhá, thì cá nhân mình ấy, theo anh em theo mình thì anh em cứ tiết kiệm kim nguyên bảo lại, anh em chỉ mua cái quân kỳ này là duy nhất thôi, còn những cái còn lại ấy, trừ khi là anh em thiếu quá thì anh em mua thôi, còn lại thì anh em chẳng cần mua cái quái quỷ gì đâu, anh em giữ kim nguyên bảo lại cho mình để chơi những cái event khác nhá. Ok, clip này thì mình dừng ở đây thôi, nó là toàn bộ những cái chi tiết của cái sự kiện hiệu lệnh thiên hạ quay lại lần hai này. Nếu anh em thấy clip hữu ích thì hãy like, share cũng như đăng ký kênh ủng hộ mình, cũng như để cập nhật những thông tin tiếp theo mình sẽ gửi đến cho anh em trong thời gian tới. Hẹn gặp lại anh em ở những clip sau.